Xin chào các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn về môn kỹ thuật thực phẩm 1, chương 2 kỹ thuật phân riêng. Hôm nay chúng ta sẽ phân riêng vật liệu rời bằng phương pháp sàn và rây ha. Sàn thì đối với các loại hạt, giống như là hạt đậu, còn rây đối với các loại bột mịn, giống như bột gạo, bột mì thì ta sẽ là rây ha. Thì đây là phân riêng vật liệu rời sẽ dựa vào kích thước. Phân riêng dựa vào kích thước. Đầu tiên chúng ta đến với cái cuốn tập quen thuộc của mình ha. Đây là cuốn tập chữ hơi xấu rồi các bạn có thể thông cảm ha. Phân riêng vật liệu rời thì là mục đích của nó sẽ thu được khối hạt có kích thước theo yêu cầu ha. Kích hạt khối kích sẽ phân riêng theo kích thước, tách các sản phẩm ra hỗn hợp thô ha, tách tạp chất ra khỏi hỗn hợp vật liệu rời. Chúng ta sẽ có phân loại theo kích thước hình học nè. Kích thước hình học có thể là hình lớn như vậy, nhỏ như vậy, nhỏ như vậy, nhỏ bự như vậy ha. Phân theo khối lượng riêng nè, phân theo khí động, phân theo từ tính và màu sắc ha. Có loại hạt màu đỏ thì cũng có cái loại màu xanh vân. Thường có 3 phương pháp đo ha. Chúng ta sẽ đo bằng thước kẹp nè, hoặc là đo bằng máy, hoặc là ở đây là nó bị mất một phần, các bạn thông cảm nè. Đó là gì ha? Số mẹt. Có một đơn vị là số mẹt ha. Số mẹt có nghĩa là số lỗ trên 1 cm chiều dài. Không, số lỗ trên 1 inch chiều dài gọi là số mẹt ha các bạn. Thì chúng ta sẽ có phân tích ray. Ray thì sẽ phân tích theo tích phân và phân tích theo vi phân. Thì tích phân là tất cả cộng loại ha, còn vi phân thì chúng ta sẽ lấy từng đĩa chia tổng nhân 100. Thì cái phân tích ray ít cho thi lắm. Ví dụ là cái trên ray, trên cái ray nó có ghi à 4/6 thì có nghĩa là sao ha? Thì có nghĩa là hạt nào có đường kính 4 á thì nó sẽ lọt qua, và hạt nào có đường kính 6 trở lên thì nó sẽ bị giữ lại trên cái ray. Về đường kính tương đương DH ha, thì là theo hệ ray Taylor. Thì cái câu này theo mình thấy năm ngoái thì nó không có thi nha các bạn, nhưng mà các bạn vẫn phải biết là gì ha. Đó là phi delta phi y chia cho d bình h y ha, d là đường kính ha. Thì mình sẽ lấy tổng của cái này chia cho tổng của cái này để sẽ ra đường kính tương đương dh ha. Với delta phi là phần trăm vật liệu giữ lại trên ray. Có một bài toán nè, ví dụ nha các bạn, đây là ví dụ của bài sàn ray. Xác định đường kính tương đương của khối hạt d, biết rằng đem 3 kg mẫu khi nghiền cho qua ray Taylor. Phân tích cho bạn dưới đây. Cái bảng này hay lắm nè, các bạn chú ý kỹ ha. Thì đầu tiên chúng ta có số mẹt 48/65, có nghĩa là 48mm thì lọt qua, còn 65 thì đã bị giữ lại ha. Rồi cái hạt, cái ray này tương tự. Kg vật liệu trên ray. Trên ray thì cũng như là trên sàn đó nha các bạn. Trên ray số kg là 0.1kg nè, 0.3, 2.5 và 0.1. Delta phi có nghĩa là gì ha? Delta phi là gì? Là phần trăm vật liệu giữ lại. Thì chúng ta lấy 0.1 chia 3 ha. Tất cả mấy này đều chia 3 hết đi. Thì chúng ta sẽ ra DH. DH là cái bảng cho, là đáp án như thế này. Thì chúng ta sẽ lấy DH tổng á. Thì DH tổng nó sẽ bằng delta phi chia cho DH mũ 2 ha. Đây là delta phi. Đây là giá trị delta phi nè. Ra được đáp án này. Chia cho DH mũ 2 cộng tất cả các giá trị bên đây lại ha. Delta phi chia cho DH mũ 2 cộng delta phi chia DH mũ 2. Ở dưới là delta phi chia DH mũ 3 nha các bạn. Dưới là mũ 3, trên là mũ 2. Thì các bạn sẽ cộng lại tất cả như thế này thì sẽ ra được đều đường kính tương đương là 0.0103. Đó là bài ray. Ray nó rất là khó ha. Bài ray thường ít ai ra. Phần bài tập ray ra lý thuyết hay. Tiếp theo đến phần sàn.
Sàn thì sẽ có bài tập sàn, bài tập sàn các bạn. Bài tập sàn có thi. Khái niệm là phân riêng thành các khối hạt có kích thước khác nhau bằng một lực tác dụng cơ học ha. Các bạn biết sàn không? Người ta sàn hồi đó ta sàn đậu với đất cát hay gì á. Thì mình sàn mình bỏ vô máy lắc 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 lắc, lắc xíu thôi nó sẽ ra được ha. Về nguyên tắc là vật liệu qua hệ sàn có kích thước lỗ xác định nè. Sàn thì có kích thước lỗ xác định. Kích thước lỗ lọt qua sàn, hạt giữ lại hạt lớn trên bề mặt sàn. Rồi sàn ray á. Sàn á là hạt có đường kính lớn hơn 1 mm ha. Còn ray đối với các loại bột có đường kính DH bé hơn 1 mm. Có hai kiểu, từ lớn đến nhỏ là mắt song song, còn nhỏ tới lớn là mắt nối tiếp nha các bạn. Ở dưới đây nè. Thì sau này mình sẽ làm video kỹ thuật thực phẩm kỹ hơn về cái file, có một cuốn tập rất là đẹp ha. Thì sau đó các mình sẽ cho các bạn xem. Cái file này chủ yếu là cái phần lấy bài tập thôi cho các bạn. Còn về lý thuyết thì mình sẽ làm kỹ hơn trong các video sau. Chúng ta có hai loại sàn, đó là sàn thực lý thuyết và sàn thực tế ha. Thì sàn lý tưởng thì trên sàn và dưới sàn. Thì đầu tiên, F là gì? F là nhập liệu ha các bạn. Một cái là trên, bottom là trên, D là dưới ha. Sàn thực tế thì bề mặt sàn thì có thể là màng lưới đan, hiệu suất cao. Có thể đục lỗ, thì cái tấm lưới đục lỗ thì nó bền hơn nhưng mà hiệu suất nó thấp ha. Cân bằng vật chất qua sàn thì chúng ta sẽ xem trang 26 kỹ thuật thực phẩm 1 nha các bạn. Hiệu suất của sàn. Đây là bài toán. Thì mình có hiệu suất chung là bằng hiệu suất A nhân cho hiệu suất B. Thì mình sẽ có F. F là cái nhập liệu ha. D là trên, còn B là dưới nha các bạn. Nó ngược ngược, nó kỳ kỳ vậy đó. Thì mình sẽ ghi công thức này ha. Các bạn note kỹ công thức này. Nhập trừ dưới trên trừ nhập 1 trừ dưới nhân cho trên. Cái dòng là trên trừ dưới tất cả mũ 2 ha, mở ngoặc 1 trừ nhập nhân cho ít nhập. Cái công thức này ai nhớ được mình sẽ khen người đó hay ha. Công thức rất là khó khăn, các bạn chỉ cần nhớ D là trên ha, B là dưới, không mấy khác bạn thấy đây là A đi. Bài tập thì vật liệu hạt sau khi nghiền qua sàn 14m nha, 14m nha các bạn. Kết quả phân tích dòng nhập liệu trên sàn và dòng dưới sàn ở bảng sau. Đây là công thức. Ta có D chia F là bằng XF trừ XB chia cho XD trừ XB ha. Hoặc là B chia F, B là trên, không, B là dưới á. Dưới sàn. Dưới sàn là X trên trừ cho XF chia cho X trên trừ cho X dưới ha. Thấy công thức màu đỏ thì các bạn lưu ý đây ha. Đây công thức này. Nhập là bằng trên cộng dưới. Cái này. Câu hỏi tìm hiệu suất sàn. Hiệu suất sàn chung. Câu 2. Nêu năng suất. Nếu năng suất là 1 tấn trên giờ, hãy xác định lượng vật liệu trên và dưới sàn ha. Vì cái đề này nó cho cái bảng như sau. Số mét là 4, 6, 8, 10, 14, vân vân vân. Nhập liệu, cái này là phần trăm nhập liệu ha. Ở đây là trên sàn, trên là XD, còn dưới sàn là XB ha các bạn. Ở đây không cho là không có. Thì cái sàn nó sẽ cho 14m thì mình chỉ cần quan tâm từ 14 đến lên phía trên thôi. Thì mình sẽ cộng tất cả cái giá trị phần trăm này lại ha. Mình cộng tất cả số này lại thành là 64%, 95% và 26%. Thì mình có tìm hiệu suất sàn, hiệu suất chung. Hiệu suất chung là một cái công thức dạy thòn đó. Hiệu suất chung đây ha. Thì mình sẽ lấy hiệu suất A.
XS là 64% thì đổi là 0,64 nha các bạn. Thì mình có hiệu suất A. A là gì? A là trên ha. Hiệu suất trên thì mình có công thức như thế này. Hoặc là mình cũng có công thức như thế này. D là gì? D là trên. Bằng trên nhân chia x trên chia cho nhập liệu nhân cho f nhập liệu ha. Và NB là bằng công thức như thế này. Thì mình chỉ cần thế cái số này vô thôi. XD XF thì các bạn thấy là bằng 0,64 rồi. X trên là 0,95 mà x dưới là 0,26 ha. Thì mình sẽ tính được hai, sau đó mình lấy hai kết quả này nhân lại với nhau. Ra được hiệu suất chung là 0,75. Mà câu 2 mình có hai cái phương trình này, S là bằng trên cộng dưới, X nhập liệu sẽ bằng X trên trên nhân cho X trên cộng dưới nhân cho X dưới ha. Thì mình chỉ cần thế số vô thì mình sẽ ra được cái số gam trên trên và dưới nha các bạn. Mình thì quen chữ A thôi. Trên và dưới ha. Trên sàn, dưới sàn. Đó là hết cái phần giải bài tập của phần sàn và ray ha. Thì sau này mình sẽ làm một video kỹ hơn về lý thuyết. Tại vì bên thầy Long á, thì mấy bạn bên đó học lý thuyết rồi kỹ hơn. Còn này mình làm bài của thầy Hưng. Và đến đây đã hết video ngày hôm nay ha. Về sàn và ray. Các bạn thấy video hay, các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký và chuông thông báo. Để khi có video mới các bạn có thể nhận được ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video kỳ sau.